Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Ca sĩ Vũ Khanh, nam danh ca nhạc trữ tình hàng đầu hải ngoại, chọn sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân. Đặng Vũ Khanh, bên cạnh Tuấn Ngọc là hai dòng ca nam có kỹ thuật và quyến rũ nhất ở hải ngoại. Sau năm 1975, nhưng nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn xem Vũ Khanh là ca sĩ xuất sắc nhất với làn hơi phong phú, phát âm đúng, giọng ngân đều đặn và không bị ngút hơi. Theo dòng thời gian, giọng hát Vũ Khanh có gì khác biệt so với hiện tại? Tôi nghĩ gần càng già càng cay. Sau hơn 30 năm đi hát, khi trở về hát với khán giả trong nước, tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để chinh phục mọi người. Còn may mắn như nhiều người nghĩ, Vũ Khanh đến với âm nhạc rất khó khăn. Tôi đi hát từ những quán cà phê, hội quán bình dân, quán ăn suốt mấy năm trời trước khi được bước vào hát ở phòng trà chuyên nghiệp Tris 1978. Từ phòng trà ấy, tôi bắt đầu có show riêng và được các hãng băng đĩa mời cộng tác. Kể đầu, Vũ Khanh được mời hát trong một tiệm phở có tên là Trường Xuân ở Little Sài Gòn, California, Mỹ. Tại tiệm phở, ngồi hát, Vũ Khanh còn làm MC, phụ xếp bàn ghế và lo luôn cả phần điều chỉnh âm thanh, với thù lao mỗi buổi tổng cộng 35 đô. Đối với âm nhạc, Vũ Khanh chẳng có gì ngoài giọng hát, còn nhạc lý thì nốt son, bể đôi cũng không biết. Tôi tốt nghiệp Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Nếu như khoa âm nhạc và dành cho con nhỏ giàu theo học, thì nhà tôi nghèo, chỉ đủ tiền cho kịch nghệ. Tôi học thoại kịch và thực tế mê kịch nói vô cùng. Tôi chỉ đến với âm nhạc khi sang Mỹ và trở thành hạt nhân trong phong trào hát ở trường đại học tôi đang theo học. Vũ Khanh chỉ có duy nhất một cơ hội để diễn kịch, đó là mãi sau này khi anh tham gia vào vở kịch có tên là Yêu Tại Mỹ vào năm 1996. Thời kỳ đầu, Vũ Khanh hát tất cả mọi thể loại, miễn là có tính thị trường cao. Nhưng sau khi ký hợp đồng với trung tâm ban nhạc Diễm Xưa, anh bắt đầu trở thành một trong những nam ca sĩ kỳ tính nhất từ khâu chọn bài. Một trong những ca khúc đầu tiên đem Vũ Khanh ra ánh sáng là ca khúc Cô Hàng Nước của nhạc sĩ Vũ Minh năm 1978 tại một đại nhạc hội ở San Diego, Mỹ. Chàng ca sĩ mới toanh, có bộ râu rất đàn ông và chưa được ai biết tới, có cái tên Vũ Khanh, tên thật là Vũ Công Khanh, đã chinh phục gần 5.000 khán giả với chất giọng trầm ấm và ngọt ngào. Giọng ca ấy sau này nhạc sĩ Từ Công Phụng đã phải công nhận là một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất tại hải ngoại. Về nam ca sĩ, hiện nay ở hải ngoại tôi thấy có hai giọng ca có kỹ thuật và có vẻ quyến rũ là Tuấn Ngọc và Vũ Khanh. Có thể rất nhiều người không đồng ý với tôi ở nhận xét này, vì mỗi người có một cái chất khác nhau. Nhưng nếu dựa vào tiêu chuẩn làn hơi phong phú, phát âm đúng, giọng ngân đều đặn và không bị ngút hơi, thì Vũ Khanh đáng được chọn là ca sĩ xuất sắc. Nhạc sĩ Từ Công Phụng nhận xét, Vũ Khanh là một trong những nam ca sĩ có khả năng làm sống lại những bài hát cũ và định danh những bài hát mới. Từ Cô Hàng Nước cho đến Cỏ Hồng của Phạm Duy, đến những bản tình của Từ Công Phụng, cho tới Phượng Hồng của Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân, ở góc độ nào anh cũng có nét xử lý bài hát rất riêng của mình. Rất nhiều ca khúc đã ghi dấu ấn của Vũ Khanh như Cô Hàng Nước, Cô Hái Mơ, Cô Láng Giềng, Cây Đàn Bỏ Quên, Tôi Bán Đường Tơ, Áo Lụa Hà Đông. Có dạo người ta từng so sánh Vũ Khanh với nam danh ca đã mất Sĩ Phú bởi chất giọng phong cách biểu diễn của cả hai có nhiều nét tương đồng. Nhưng Vũ Khanh một mực chối từ, không phải thế đâu, anh Sĩ Phú là một giọng ca nam tôi rất kính trọng. Tôi từng chứng kiến anh hát ở môi trường đại học. Anh hát hay đến nỗi mà khi đến tiết mục của tôi chẳng biết nên hát như thế nào. Có thể dòng nhạc mà cả hai anh em theo đuổi có nhiều nét giống nhau nên mọi người hay so sánh thôi. Đến nay chỉ riêng album mang tên mình, Vũ Khanh đã có khoảng 60 CD album, chưa kể những album tổng hợp của nhiều trung tâm ban nhạc. Gần 35 năm ca hát, Vũ Khanh tự nhận mình đến một lúc nào đó sẽ phải nhường đường cho lớp trẻ. Ngay mới vào nghề, tên tuổi nằm ở cuối trên băng rôn quảng cáo, vài năm thì nằm giữa và sau này mới được nằm trên cùng. Nhưng tôi cũng hiểu trong tương lai tên mình sẽ chẳng còn nằm ở đâu nữa. Vũ Khanh khắc khe với chính bản thân và bề thế, anh có cái nhìn khá bi quan về âm nhạc. Tôi nghĩ âm nhạc hiện nay đang không có lối thoát. Thế hệ của tôi già đi thì sẽ có lớp mới kế thừa. Nhưng âm nhạc ngày nay với sự hỗ trợ tuyệt đối của công nghệ đang bắt đầu tỏ rõ cái hai mặt của nó. Nghệ sĩ chán chường vì băng đĩa lậu, những sáng tác mới thì không có chiều sâu. Nhiều lúc tôi nghe nhạc bây giờ và tự hỏi, khi âm nhạc không mang trong mình niềm tin, niềm hy vọng thì nó sẽ mang đến cho tuổi trẻ điều gì?
Trên đỉnh không bình yên, Vũ Khanh sinh ra trong gia đình 11 anh em và anh là đứa con duy nhất đi theo nghiệp hát. Mặc dù vẫn luôn là một trong vài nam ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại, nhưng từ vài năm nay Vũ Khanh rất hạn chế xuất hiện. Vũ Khanh cho hay, chỉ những lời trình diễn tại những chương trình được anh đánh giá là có giá trị về nghệ thuật, như những buổi nhạc thính phòng. Nhưng đó chỉ là một lý do. Anh từng thú nhận, tôi rất là buông thả và tôi đã sống một đời sống. Nếu mà nói về sự trác táng thì là sự trác táng tột cùng của đời sống. Danh ca Vũ Khanh sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân. Giọng ca hải ngoại cho biết, đời sống vợ chồng mang đến nhiều trách nhiệm nặng nề. Vì thế, anh chọn ca sống, hãy cứ là tình nhân để tự do bay bổng. Trên sân khấu, anh và ca sĩ Ý Lan song ca rất ăn ý. Trong 20 năm hát chung, đã khi nào anh rung động trước chị ấy? Đối với cô ấy là người bạn hát với nhau trên 20 năm rồi, trung hứng với nhau mà không phải tập dượt, không phải viết văn bản ra. Nhìn ánh mắt nhau là hiểu nhau muốn gì. Thỉnh thoảng khi tập dượt, chúng tôi đùa với nhau nữa. Ai cũng hỏi điều đó, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Lan là người đang có gia đình. Lan có một người chồng đầy đủ, trí thức, có giáo dục, có bằng cấp cao. Chúng tôi đứng trên sân khấu với nhau hát một bản nhạc tình cảm thì phải làm cho trọn vẹn. Chúng tôi chỉ yêu nhau trong âm nhạc, còn mỗi người có đường đi riêng nên không có tình cảm lăng nhăng ở trong đó. Sự ăn ý đó đã từng khiến cho bạn gái anh hoặc ông xã chị Ý Lan ghen. Không có đâu, vì tôi có người yêu, Lan có gia đình rồi. Bản thân tôi không thích lăng nhăng, tôi độc thân, có quyền quen với nhiều người, nhưng không bao giờ tôi đụng chạm đến người có gia đình. Bởi vì tất cả quá khứ đi qua thì tôi học được bài học là không lăng nhăng. Điều đó là sai. Thiếu gì người để mình quen chứ. Hạnh phúc do mình tự tạo ra, đừng đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình của người khác. Đó là một cái tội rất nặng. Tôi không đồng ý với việc quen người đã có người yêu, gia đình. Vũ Khanh có một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ hơn 30 năm trước. Vì sao anh không kết hôn lần nữa? Tôi thấy chuyện tình cảm lứa đôi đẹp, nhưng chuyện vợ chồng lại là trách nhiệm nặng nề. Tôi không muốn bản thân mình tổn thương và không muốn những người bạn đời của mình tổn thương. Vì thế tạm thời tôi chọn con đường tự do. Trong mấy năm qua, tôi không có một người ở bên cạnh. Sau biến cố của đời sống tình cảm, tôi thấy mình như trải qua cơn ác mộng. Cho nên tôi chọn cách sống không nặng nề, như tự đời và hát, hãy cứu là tình nhân. Sống độc thân ở tuổi này, anh có cảm thấy cô đơn không? Không có gì, vì trách nhiệm cho đời sống của tôi đã chu toàn rồi. Tôi có hai con đã trưởng thành. Cháu lớn trên 35 tuổi, đang làm luật sư. Con gái 34 tuổi, cũng đã lập gia đình. Trách nhiệm với con cái đã tạm xong. Bây giờ là thời gian tôi bay bổng. Tôi muốn điều gì thì có thể tự mình quyết định. Cho giai đoạn này, anh sở hữu giọng hát, giọng nói trầm ấm, dễ đi vào lòng người. Nhiều người nói anh đào hoa lắm. Anh nói gì về điều này? Đào hoa là số mệnh, là nghiệp của người ta. Gặp những cơ hội tình cảm nhiều chưa chắc là sướng. Nhiều khi đó là cái khổ. Tôi là nghệ sĩ thì cần có sự phóng khoáng. Tôi không lấy lý do này để bào chữa cho thất bại trong hôn nhân. Nhưng cuộc đời một con người cần phải tìm người hiểu mình. Chứ hẳn vợ chồng sống với nhau 40 năm, thậm chí 100 năm đã là tri kỷ của nhau. Tôi vẫn muốn có một người tri kỷ trong cuộc đời, chia sẻ những điều nhỏ nhất trong đời sống của mình. Mẹ tôi lấy chồng năm 14 tuổi mà ở với chồng đến 89 tuổi. Khi qua đời, tôi không hiểu cha mẹ dùng công thức gì để giữ được hạnh phúc như vậy. Tôi thấy đó là cả một vấn đề vĩ đại quá. Còn thời đại bây giờ, hôn nhân là cả quá trình không cắt nghĩa được. Con anh sinh ra ở Mỹ nên thẩm mỹ và suy nghĩ khác bố. Điều này có khiến anh buồn. Con tôi được sinh ra ở Mỹ nên dù muốn dù không vẫn bị Mỹ hóa rồi. Vì vậy bố con nhiều khi nói chuyện bằng tiếng Mỹ còn rành hơn tiếng Việt. Sau 18 tuổi thì con cái có quyền lựa chọn theo ý chúng, mình phải tôn trọng tối đa. Tôi chỉ là người chia sẻ và hướng dẫn con cái đừng đi sai đường thôi.